chào quý vị các bạn, đây là chiếc camera của Hikvision 4M lắp trong nhà cũng nhé, ống kính 2.8 4M cũng nhé. Là đây là mình đang thử zoom sản phẩm, zoom hình ảnh mình đang xem cái độ sắc nét quá cao quý nhé. Đây là mình không zoom nữa mà đây là cái hình ảnh thực tế, và bây giờ mình thử zoom ra cái hình ảnh xem đây là cái chữ mình zoom ra với sắc nét quý nhé. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video, thấy hay thì các bạn hãy bấm like và chia sẻ giúp mình video này, và quý vị các bạn đừng quên đăng ký kênh để nhận được những video bổ ích hơn nữa nhé. Đây mình sẽ giới demo thực tế hình ảnh của chiếc camera 4M 2.8 lắp trong nhà nhé, và có cả mic thu âm quý nhé. Đây mình review thử, các bạn thấy video hay thì các bạn đừng quên đăng ký kênh để nhận được những video bổ ích hơn quý nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn, hẹn quý vị các bạn ở video tiếp theo. Đây, lúc lại trở lại để hình ảnh thực tế, hẹn các bạn ở video tiếp theo.